Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng với chúng tôi chấp ta lại niềm danh hiệu Bổn Sư Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật vô thường tâm tâm vi diệu pháp Bá thiên vàng kiếm đàn tao ngồng ngã kiếm kiếm văn đăng tội trìm Nguyện giải như lai chờ thân nghiệm Dạ, yeah. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Ni Phật yeah. thưa quý vị À, hôm nay chúng ta học tiếp uh, về cuộc đời của Đức Phật uh, và như kỳ trước chúng ta học về cuộc đời của ông cấp cô độc là vì uh, đại hộ pháp của Đức Phật và um, qua cái câu chuyện mà dẫu uh, tài sản của cải của ông ta uh, khi bị lục lội uh, cuốn trôi ông ta cũng không có à, sờn lòng à, cũng tiếp tục à, cúng dường tam bảo tiếp tục à, hỗ trì tam bảo và ngay cả thọ thần à, tìm cách này cách nọ để à, hại ông ta cũng như là ngăn cản ông cấp ô độc không có à, hội pháp nữa nhưng ông ta cũng à, dứt khoát à, giữ vững cái niềm tin À, đối với Tam Bảo à, Do đó sau này Thọ Thần à, Lại bị phạt Cho nên cuối cùng à, Lại sám à, hối Và được à, vui trời đế thích à, Khuyến khích là phải à, Tìm lại những cái à, Vàng bạc của cải Mà bị bão Lục cuốn trôi đó à, Cho ông Cấp Cô Độc à, Và Thọ Thần làm theo và từ đó về sau à, không những ông Cốc cứu độc uh, uh, lấy lại uh, những của cải của mình nó đã mất do nước lục cuốn trôi mà còn uh, giàu thêm nữa uh, vì thọ thần uh, dân cúng cũng như là hỗ trợ ông tam và uh, lấy lại những cái của báo kho báo ở dưới đất uh, thì qua câu chuyện này đó uh, uh, chúng ta thấy uh, À, ông ta à, tuy rằng là cư sĩ nhưng à, để lại cái tấm gương lớn à, cho hàng phật tử chúng ta à, à, suốt cuộc đời hy sinh vì đạo vì pháp à, à, luôn hết lòng hội trì tam bảo à, và chúng ta cũng à, nhớ câu chuyện à, ngài phú luna à, chúng ta cũng có học qua đó À, Ngài muốn đi qua xứ khác để hoàn hóa Nhưng Đức Phật lại nhắc à, Qua xứ đó à, Dân tình à, Tâm tánh còn thô tháo Có thể hại à, ông à, Và cho đến à, giết hại à, Và Ngài Phú Đô Na à, Cũng bạch với Phật rằng là Dẫu họ có đánh à, ngài cũng không có sợ họ đánh thì cũng còn cảm ơn họ vì họ chưa có hại thân của ngài và khi phật nói giả sử họ giết ông thì sao thì ngài nói nếu vậy thì giải thoát khỏi cái thân tứ đại này thân năm uẩn này cho nên với cái tâm kiên cố sẵn sàng hy sinh vì đạo để hoàng dương chánh pháp cho nên cuối cùng Đức Phật Ngài chuẩn y cho Ngài Phú Đô Na để đi qua xứ đó để hoàn hóa và sau này độ những dân chúng xứ đó. Rồi ở Việt Nam chúng ta cũng vậy. Có một vị uh, thiền sư uh, khi uh, đang tu trên núi tự nhiên trong lòng cảm thấy xóm sao sau đó mới xuống núi mới biết được cái tin là nhà vua uh, vào thời hậu lê đó à, uh, thấy trừ à, à, tăng ni không có tu tập đàng hoàng á, nên mới ra lệnh để à, đóng cửa chùa chiền à, đuổi tăng ni vào rừng vào núi tu à, thì vị này mới à, vào cung à, dâng cho nhà vua một cái à, hộp um, ngọc à, thì uh, khi mà đến hoàng cung uh, uh, um, binh lính ngăn ngài không có cho ngài vào vì nói rằng nếu mà vào mà nhà vua gặp mặt uh, nhà vua sẽ sân và sẽ uh, ra lệnh mà chém đầu thì vị thiền sư này nói không sao tôi tết chết cũng không sao uh, miễn sao mà um, các ngài dâng cái hộp quý này cho nhà vua À, thì um, quân lính mới đem cái hộp đó à, dâng cho nhà vua, nhà vua mở ra à, thì thấy một tấm giấy, một tấm giấy trong đó ghi lại là cái sự à, lời lạc của Phật pháp à, từ khi Phật pháp mà truyền vào Việt Nam à, vào à, thế kỷ thứ nhất thế kỷ thứ hai à, đầu công nguyên à, cho đến thời đó à, đến thời À, đinh Lê Lý Trần à, Là hộ pháp an dân à, Như thế nào Rồi biết bao nhiêu thường sư Đã bước ra giúp nước Dẫn nước thế nào Vân vân Rồi cuối cùng à, Nhờ cái đức của vị thường sư này đó à, à, Và nhà vua mới chặt thức tỉnh Mới sám hối Mới à, thỉnh mời ngài vào cung Rồi mà sám hối à, Thì à, để sám hối đó nhà vua mới cho à, tạc cái tượng tượng là nhà vua quỳ à, xuống và trên lưng có tượng Phật đó là một trong những cái tượng độc đáo nhất gần như trên thế giới không có cái tượng nào à, tượng Đức Phật ngồi trên lưng của một vị vua à, tỏ ở lòng sám hối đó à, do cái à, sự à, trần tình à, nhắc nhở của vị thiền sư này, à, rồi thời cận đại chúng ta biết ha à, là có hòa thượng Quảng Đức á, à, trong thời pháp nạn năm 63 đó, ngài à, tự thiêu à, để đánh thức à, cái sự à, đàn áp à, Phật giáo của ông à, tổng thống Ngô Đình Diệm á, à, rồi như cả ngài Hư Vân. À, thì cũng có một lần à, ngài đến núi Cơ Túc. À, khi ngài đến đó đó thì có một cái ông tướng, à, à, ông tướng này ra lệnh là phá hết tất cả chùa chiền, à, đuổi tăng ni à, à, không còn cho tu ở trên núi Cơ Túc nữa, à, không có cho tu nữa vì à, theo ông ta đó à, có những người tăng ni mà tu không có đàng hoàng. À, thì à, ngài Hư Vân á. À, nghe như vậy đó ngài mới đến đi doanh trại à, của ông tướng này à, và khi mà vừa đến cổng á, thì à, binh lính thấy ngài biết ngài và mới nói rằng ngài mà vào có thể là mất mạng đó à, vì ông tướng này đang à, sân hận à, đang oán ghét chưa tăng ni à, thì à, ngài nói à, À, có mất mạng cũng không sao à, để tôi muốn đến gặp ông tướng này để trần tình à, à, về cái sự việc và à, giải thích cho ông ta hiểu về phật pháp à, và cuối cùng ha, thì quân lính mới cho ngài vào gặp ông tướng này thì mới đầu ông tướng cũng không có muốn à, tiếp đón ngài à, và cuối cùng rồi ông ta cũng hỏi à, hỏi đạo Phật có lợi ích gì cho chúng sanh cho cho đất nước thì ngài mới kể ra những cái sự lời lạc của Phật pháp biết bao nhiêu người đau khổ về tâm linh về tinh thần biết tu tập biết chuyển hóa tâm điểm của mình vân vân và biết bao nhiêu vị đã chứng thánh quả À, rồi ngài mới nói tiếp là à, có phải trong quân của tướng quân tướng quân ông tướng đó, đó à, tất cả mọi người đều xấu hay không à, trong đó cũng có những người xấu cũng có người tốt cũng có những người mà theo lệnh à, làm theo lệnh của tướng quân à, à, làm đúng theo cái nghĩa vụ của mình nhưng cũng có người xấu họ không có làm đúng À, à, thì à, trong đạo Phật cũng vậy à, cũng có những người tu tập chân chánh à, cũng có những người à, không có tu tập đàng hoàng vân vân à, vì nghe cái lời à, trần tình giải thích của ngài Hư Vân à, cũng như là do cái đức của ngài nên à, cuối cùng rồi ông tướng này sau này trở thành một vị đại hộ pháp cho ngài à thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh lại nói lại những câu chuyện này đó thì đối với các vị thánh tăng các vị thiền sư các chư tổ các vị cao tăng các ngài không có màn danh vọng địa vị các ngài không có cái cả là sợ chết nữa sẵn lòng vì đạo mà hy sinh nên à, à, phật pháp mới được trường tồn đến bây giờ à, rồi sẵn đêm tôi xin à, kể thêm á, qua những câu chuyện tiền thân của đức phật á, có một cái câu chuyện mà thỉnh thoảng tôi có kể vị nghe đó à, là đức phật ngài trong đời tiền kiếp ngài à, là vị vua à, rồi à, à, do cái đức của vị vua này à, cho nên chân chúng trong xứ đó được à, 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 sống hạnh phúc à, quốc gia thịnh vượng và có một ông vua xứ à, lân cận muốn đem quân à, xâm chiếm cái xứ à, của vị vua hiền đức này đó nhưng không được rồi cuối cùng có một vị quan cẩn thận mới dùng cái mưu kế mới nói cái vị vua đó đó nói rằng vị vua hiền đức này đó nó có phát nguyện làm À, bất cứ ai xin cái gì ai cũng cho hết thì thôi um, xin bệ hại cho thần qua bên sứ đó đó xin ông vua đó cái đầu rồi đương nhiên xin cái đầu là mang um, sống đâu có còn à, thì um, nhà vua đó đó mới thấy uh, kế đó rất hay vì quan cận thần này đó mới qua bên cái sứ của vua hiền đức đó uh, vào cung và gặp nhà vua uh, rồi um, mới xin cái đầu à, thì à, vị vua hiền đức này đó à, mới nói rằng được à, ta sẽ làm theo những cái nguyện của mình à, ta nói đâu làm đó nhưng mà để cho ta 7 ngày để sắp xếp công việc trù chính rồi thì à, ta sẽ cho ông cái đầu thì lúc đó đó đương nhiên đó, quần thần à, trong hoàng cung à, À, um, hoàng hậu, thái tử, hoàng tử vân vân ai cũng ngăn cản uh, vị vua hiền đức này đó ừ, ai cũng nói tại sao mà nhà vua lại làm như vậy thì nhà vua mới nói rằng đó, là uh, vì ta đã pháp quyền uh, bố thí cho chúng sanh tất cả những gì mà chúng sanh cần à, và ngay cả cái đầu ngay cả thân mạng người ta cũng không có màng. À, và vì Phật pháp, à, vì sự phát nguyện Hành hành Bồ Tát á, à, nên giữ vững cái tâm nguyện đó, giữ vững lập trường đó. Và ngài cũng nói thêm á là biết bao nhiêu đời à, là đã à, hy sinh à, cho những cái việc không đáng hy sinh, à, như hy sinh về ái dục, à, hy sinh về sự sân hận, à, hy sinh về sự À, um, cống cao ngã mạng hay hi sinh vì à, quyền lực vân vân à, bỏ mạng vì những cái sự tham ái những cái sự sân hận những cái sự ganh ghét đó đó à, càng bỏ mạng thì càng à, tạo nghiệp à, bây giờ ta hi sinh à, vì đạo vì pháp hành hạnh bồ tát như vậy à, thì tại sao ngăn cản à, thì đây là những điều mà tôi thấy xưa lúc mà đọc qua những câu chuyện này tôi nghĩ rằng à, nó hơi hiểu hoặc à, không có thực tế mà tại sao một vị vua mà lại hy sinh cái đầu cho một cái người mà như là cái kẻ thù của mình quan cẩn thần của công vua muốn đánh chiếm cái sư của mình hoặc là nếu mà nhìn qua những câu chuyện Phật xã thân đó, là một vị thái tử mà xã thân cho À, năm con cọp vân vân à, thì từ từ chúng tôi mới chiêm nghiệm thật sự á, thấy á, à, trong cuộc đời của chúng ta đó á, từ lúc mà chúng ta sanh ra đến giờ á, nhìn xung quanh và chính bản thân chúng ta đôi khi á, mình cũng hy sinh hy sinh về những thứ mà không đáng hy sinh hy sinh về tham ái à, hy sinh ái dục á, À, rồi càng hy sinh càng bỏ mạng á, thì càng tạo nghiệp rồi hy sinh vì những cái à, danh vọng địa vị à, như chúng ta nhớ câu chuyện mà hàng tính luồn trôn đó ha? À, vì danh vọng địa vị mà phải hy sinh như vậy đó à, rồi rốt cuộc lại cũng tấn tay rồi rốt cuộc cũng có danh vọng rồi ha? lại à, chỉ tăng trưởng cái bản ngã thôi À, 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 giàu có, danh vọng, địa vị à, Tham ái gì đó đó à, Chỉ hưởng trong một đời này rồi à, Những cái nghiệp mà mình Tạo ra đó Mình phải chịu, phải trả à, Nên à, Qua những câu chuyện à, Của Các vị thánh tăng à, Các vị tổ à, Và những tiền thân của Phật đó, à, Chúng ta thấy rằng à, Trong cuộc sống của chúng ta À, nếu mà chúng ta suốt ngày cứ hy sinh vì tiền bạc của cái danh vọng địa vị ha, à, thì đương nhiên á à, mình, à, mình chạy đuổi theo những cái đồ đó, cái vật đó đó, à, những cái danh vọng đó đó thì càng chạy đuổi theo mình càng khổ đau, à, càng tạo nghiệp nhiều. À, nên à, khi mà chúng ta hiểu rõ Phật pháp thâm sâu, à, chúng ta mới quý mến Phật pháp. Uh, nhờ Phật Pháp mà chúng ta mới uh, biết cách tu tập uh, uh, Nhờ Phật Pháp mà chúng ta mới biết cách chuyển hóa tâm niệm của mình uh, Mà trên căn bản uh, biết làm lành lấn ác uh, Rồi chính nhờ Phật Pháp mà chúng ta mới biết được Cái bản tâm của mình uh, Mới biết được mình làm những gì um, Những gì mình cần làm, những gì uh, không đáng làm uh, Nên uh, uh, đó là những chỗ mà chúng ta đáng hy sinh và ngay cả những người mà có cái tâm lành thiện nhưng mà họ bỏ mạng, họ sinh theo tà sư ngoại đạo cũng vậy, cũng rất là uổng cho họ. Nhưng họ cũng có tâm. Như nên qua cái câu chuyện của ông Cấp Cô Độc á, thì sẵn hôm nay tôi xin nhắc lại những điều đó đó. chúng ta thấy rằng á, nhìn một đời đó, chúng ta nhìn rất là giới hạn. Mà nhìn... À, trong cái dòng sanh tủ luân hồi này đó Đời này qua đời khác đó, Thì chúng ta mới thấy rằng đó, à, Do Đức Phật Trong những đời tiền kiếp hết Đời này đến qua đời khác Ngày xả mạng hy sinh vì chúng sanh à, Chứ không có xả mạng hy sinh về tham dục à, Về danh vọng địa vị Cho nên mỗi đời ngày càng tích tụ công đức Tích tụ phước báo Tích tụ trí huệ Còn đối với chúng sanh chúng ta đó À, Phật Ngài giờ là điên đảo đó à, Mình cứ xả mạng vào Những chuyện tham danh, tham lợi à, Ái dục, à, tiền bạc của cải vân vân Cho nên càng xả mạng Chúng ta càng tạo nghiệp nhiều à, Càng dễ bị đọa lạc à, Rồi chúng ta không biết mình sẽ đi đâu à, Nên à, khi mà chúng ta quý Phật Pháp rồi đó Thì mình mới à, sẵn sàng Có những cái tâm niệm hy sinh về đạo và gần nhất không những cái vị tổ hay những vị thánh tăng và qua câu chuyện của ông Cốc cô độc ha, tuy rằng là một vị à, cư sĩ nhưng để tấm gương lại à, à, cho chúng ta nhất là quý vị, vị Phật tử tại gia đó, quý vị, vị có cái công hộ pháp à, thì à, à, nhờ đó mà chư tăng chư ni người xuất gia mới có thời gian công sức để hoàng dương phật pháp được chứ còn nếu mà chư tăng chư ni mà lo những cái chuyện làm ăn buôn bán lo chuyện xây cất chùa chuyện hoài đó thì đương nhiên không có thể nào hợp với cái nguyện của người xuất gia và ngược lại đó nếu mà người xuất gia lại lo những chuyện người tại gia hoặc là người tại gia lo chuyện người xuất gia đó thì nó lẫn lộn vậy thì chắc chắn là không thể nào uh, mà giữ gìn uh, giường mối của phật pháp được uh, nên mỗi vị uh, hay mỗi chúng ta đều có một cái bổn phận cái trách nhiệm khác nhau uh, người xuất gia thì lo tu tập uh, lo hằng dương phật pháp người tại gia hội trì tam báo có sự uh, 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 làm việc như vậy đó À, mỗi người mỗi trách nhiệm như vậy đó thì Phật pháp mới được trường tồn, à, chúng sanh mới được an lạc hơn. Ừ, nên à, sẵn đây chúng tôi xin kể những câu chuyện đó để à, nhắc nhở nhau để chúng ta cố gắng mà vừa à, tu tập cho chính mình, dẫu người xuất gia, Giữa người tại gia, à, cái gốc chính là à, có cái pháp để tu tập để chuyển hóa tâm mình, à, đó là tu huệ. À, rồi bên ngoài có cái những cái cách tăng trưởng cái phước báo tăng trưởng trí huệ của mình à, tăng trưởng phước báo là mình giúp đời à, giúp người và nhất là quý phật tử hộ trì tam bảo là tăng trưởng cái phước báo à, tăng trưởng công đức đó ừ. à, à, vì tam bảo là ruộng phước điền của thế gian đó ha à, thôi hồi trở lại là câu chuyện của ông cấp cô độc á sau đó đó sau khi mà được thọ thần à, tìm lại những à, cái à, vàng bạc của cải đó à, và hộ trì cho ông ta à, tìm lại thêm những cái kho báu đó thì ông ta tiếp tục à, hộ trì à, Đức Phật và chư thánh tăng thì à, đối với chúng ta đó à, có thể vì chúng ta không có Um, Huệ nhãn chúng ta không có hiểu à, đọc qua những câu chuyện này chúng ta cảm thấy như huyền thoại à, nhưng các vị mà có hơi nhãn đó, các ngài mới thấy được à, chung quanh chúng ta à, có biết bao nhiêu vị không à, những là có gọi là à, hữu hình đó. hữu hình là như chúng ta đó là con người là loài vật và cũng như những vị vô hình À, chư thiên long thần hộ pháp à, thì à, à, chúng ta có tin hay không là quyền của chúng ta nhưng mà có thể chúng ta hiểu được ham cũng có biết bao nhiêu vị yêu có duyên với tam bảo họ cũng sẵn sàng hộ trì tam bảo và họ cũng như chúng ta cũng có lúc họ vô minh vọng động họ à, hãm hại người khác họ làm um, phá À, Phật pháp vân vân, nhưng nếu mà gặp những vị đạo cao đức trọng, à, à, gặp đúng chánh pháp thì họ sẽ quay đầu trở lại hội trì Tam Bảo hơn. À, à, rồi à, à, à và không những à, ông cấp cô độc đó, bị à, ông Thọ thần này à, cản trở à, à, việc mà hội trì Tam Bảo mà ông ta cũng bị biết bao nhiêu người có cái sự ganh ghét à, đó đó nhất là những cái vị mà theo những tôn giáo khác thì à, trong đây cũng có câu chuyện là một ông bà la môn à, cũng tìm cách này tìm cách nọ để à, hãm hại ông ta ông cấp Cô độc à, nhưng vì nhờ cái đức cái phước lớn à, của ông cấp Cô độc cho nên ông ta vượt qua hết đó, Và à, Ừ, ông Cốc của đọc sau này cũng à, mới à, đến mà gặp Phật trình bày những cái sự khó khăn à, những cái sự hãm hại của người khác những sự ganh ghét của người khác đó. thì Đức Phật này cũng nói đó nếu à, ừ, à, ai mà có cái tâm lành à, hội trì Tam Bảo nhờ cái đức đó thì sẽ tránh được những cái tai ương hoạn nạn nhất là những cái sự ganh ghét của người khác à, và à, nhất là nhờ à, biết hướng đến tam bảo à, biết hướng đến ruộng phước lành à, của thế gian mà ông à, được tăng trưởng cái phước báo công đức à, sẵn đây à, chúng tôi xin nói thêm chút xíu à, thì à, chúng ta thấy đó à, đôi khi à, trong cuộc sống hàng ngày nhất là quý vị à, còn ngoài đời đó ha, à, khi chúng ta làm ăn buôn bán ha À, khi chúng ta phải giao tiếp với người này người nọ vân vân thì cũng được người thương nhưng cũng bị những người ghét à, và nhất là có những người họ ghét, họ ganh, họ muốn hại mình. À, nhưng à, nếu mà chúng ta biết hơn, nếu chúng ta có đức có phước hơn họ thì dẫu họ có hai cái gì nữa họ không có hại mình được trừ khi trong đời tiền kiếp á mình có gieo ân oán gì với họ, mình hãm hại họ gì đó đó thì có thể mình phải trả nghiệp, nên đừng có sợ những người khác họ hại mình. Và như chúng tôi trình bày lúc trước á, mình chỉ lo là mình hiện tại có giữ được tâm lành hay không, khi mà họ hại mình, họ chửi mắng mình, họ vu khống mình, có giữ được cái tâm lành thiện đối với những cái người hại mình hay không? Nếu mình giữ được cái tâm lành thiện, nếu mình tha thứ được họ thì không có gì mà sợ. À, thì cũng có thể mình phải trả nghiệp à, nếu mình có cái phước báo lớn à, thì không có ai hại mình được hết á ừ, ừ. À, rồi à, à, một à, hôm á à, à, ông Cốc của Độc ông ta đến à, chùa à, gặp ngài anang à, và mới thỉnh hỏi Ngài A-Nan là Đức Phật Ngài thường uh, đi đến chỗ này, đến chỗ nọ để hoàn hóa uh, Và những lúc mà Ngài đi đó thì uh, khi mà đến chùa thì không có gặp Phật uh, uh, Không có thấy được Phật, người ta cảm thấy uh, luyến tiếc uh, thì không biết uh, làm cách nào uh, Để mà gặp Phật thường xuyên uh, uh, Thì uh, Um, uh, Ngài Ai nang đó Ngài nghe uh, lời của ông cấp Cô Độc nói như vậy đó uh, Ngài mới bạch với Phật uh, Và Đức Phật Ngài mới dạy rằng Là có ba cái cách Ba hình thức để tưởng nhớ lâu dài Đến Phật, đến giáo pháp của Ngài Đó là Bảo Tháp uh, uh, Đó là những thánh địa Như chúng ta biết là bốn chỗ Gọi là tứ động tâm đó ha Chỗ nơi Đức Phật Ngài đáng sanh Là vườn Lâm Tị Ni Chỗ người này thành đạo là cây cổ bồ đề Chỗ nơi mà Ngài Bắt đầu giảng Pháp Chuyển bến xe Pháp Làm vườn lục huyến à, Trong Ba cái À Trình thức đó đó à, và à, cái à, điều mà thích hợp nhất đó là à, cái cây bồ đề à, à, là tượng trưng cái sự giác ngộ của đức phật á à, cho nên à, ông có cô độc mới à, à, đến đó đó mới chiết ra một cái nhánh à, để à, đem về À, chùa để mà à, trồng ngay trước cổng chùa để mỗi lần mà Đức Phật đi xa đó à, thì à, à, ông ta cũng như là các vị à, à, cư sĩ đó à, nếu không gặp Phật thì đánh lễ à, cây bồ đề đó à, cũng chính là à, đánh lễ Đức Phật đúng không? À, rồi à, ừ, ông à, 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 bùa ba tư nặc à, cũng nghe cái điều đó nên rất là hoan hỷ à, ông ta cũng muốn à, đến bồ đề trời để chiết một cái nhánh cây để đem về à, nhưng mà ông ta à, lại nhường cái công đức đó á, cho ông à, cấp cô độc à, rồi từ đó về sau à, mỗi khi mà đức phật ngài đi xa à, đi hoàn hóa những chỗ khác á, thì ông cúc cô độc ông vua ba tư nặc rồi những vị à, phật tử à, nếu không gặp phật thì thường đến à, mà đánh lễ à, cây bồ đề đó à, à, và đó là cái hình ảnh đức phật thứ hai à, những lúc mà đức phật đi xa như vậy đó rồi à, nói về cái gia đình của ông ta đó à, ở trong gia đình ông ta À, có vợ con rất yên ấm à, trên thuận dưới hòa à, và vợ của ông ta à, tên là puna à, lakana nghĩa là nữ nhân phúc tướng à, vì bà có một cái đời sống trưởng giả đúng như cái ý nghĩa tên của bà và um, ai cũng yêu kính à, bà à, vì à, bà thường à, lo lắng cho người xung quanh à, ăn hiền ở lành À, với mọi người à, và cũng là một vị tín chủ à, rất thấm nhuần Phật pháp, à, lúc nào cũng theo ông cấp cô độc để mà hội trì tam bảo, cũng dường thức ăn, à, nước uống, à, thuốc men chỗ ở vân vân cho Đức Phật cũng như là cho chư thánh tăng. À, rồi ông cấp cô độc này đó, ông có bốn người con, ba à, à, gái một con trai. À, và hai cô con gái đó à, rất thấm nhuần Phật pháp à, và cũng à, chứng sơ quả à, a la hán thành nhập lưu đó như ông cấp cô độc à, và à, ba nghiệp thân khối của hai cô này à, thường thanh tịnh à, và thường à, theo à, cái lời lối của gia đình theo cái đức của người cha mình mà làm ăn buôn bán cũng như là hội trì tam bảo và hai cô cũng có à, gia đình à, có chồng à, giàu sang những cái cô à, gái thứ ba đó à, thiện căn vượt hẳn hơn mọi người trong gia đình à, cô ta cũng à, có cái trí huệ phi thường à, lần đầu tiên mà cô ta nghe phật thuyết pháp á, liền đắc à, à quả từ đà hàm tức là quả nhất lai à là quả thứ hai đó. À, và từ đó về sau đó à, tâm của cô ta thanh tịnh cho nên không có chịu lấy chồng à, vì không có muốn để thân tâm mình bị ô nhiễm à, trong tình yêu dục dục. À, và à, mỗi lần mà cô ta thấy à, hai người chị của mình có gia đình thì à, À, cô ta thường cảm thấy tội cho hai người chị của mình lo lắng cuộc sống gia đình của mình không có được tự do à, và cuối cùng à, à, cô ta à, tinh tấn à, tu tập thiền định à, và không có màn ăn uống và cuối cùng cô ta mất à, rồi sau khi mất á, cô ta sanh lên À, trời đau xuất à, à, Và nhờ tinh tấn tu tập đó, Rồi từ từ à, Đất quả thánh A-la-hán à, Giải thoát hoàn toàn à, Rồi à, Cái người con trai duy nhất của ông ta đó à, Là à, Ông ta cũng không có biết Bất cứ một cái à, Điều gì Không muốn có nghe à, pháp gì của Phật hết trơn á. Hằng ngày chỉ miệt mài trong cái việc mà làm ăn buôn bán, chỉ muốn làm giàu mà thôi đó. À, thì à, à, ông cấp cô độc này đó, ông mới à, tìm cách để mà khuyến khích con mình à, hướng về Tam Bảo. À, muốn hướng con mình khuyến khích con mình à, bắt đầu tu bắt quan trời giới. À, bằng cách là khuyến khích là nếu mà con tu bắt quan trời giới một ngày đó à, thì à, thì cha sẽ à, trả 1.000 đồng vàng Thì vì à, thích tiền á Cho nên à, người con trai bằng lòng à, Và từ từ nhờ cái sự tu tập à, bác quan trời giới Nhờ nghe giảng pháp Thì tâm của vị à, này đó Từ từ được à, hoán chuyển Và cho nên mỗi tuần mà khi nghỉ buôn bán ngày nào Thì à, người à, con trai này thường cùng gia đình à, đến chùa mà thọ bắt quan trời giới. À, à, ở đây ha, à, chúng ta thấy đó, à, nhất là quý vị à, à, mà có con cái nhỏ đó ha, thì đôi khi nhất là ở mỹ này à, mình đi chùa, à, mình hiểu Phật pháp, mình biết được cái sự lợi lạc à, của việc mà tu tập của mình. À, càng tu tập tâm mình càng an lạc càng thanh thản. À, nhưng mà con cái mình á, à, đôi khi không có hiểu Phật pháp, nhất là khi đến chùa à, không có hiểu tiếng Việt, à, khi mà quý thầy quý cô giảng pháp, đó, à, rồi à, à, mình để con cháu ở nhà, à, rồi từ từ à, khi nào các con cháu mình nó lớn lên à, đi học đại học, rồi có vợ có chồng có gia đình càng ngày càng xa đạo, à, không có biết về Phật pháp à, vì à, xung quanh chúng ta đó là những người dân bản xứ à, bước ra một góc đường là một nhà thờ khác với Việt Nam, à, Việt Nam là có chùa chiền nhiều và cái ngôn ngữ chính ngôn ngữ tiếng Việt cho nên à, sinh ở xứ đó à, sinh ở Việt Nam thì rất dễ dàng thuận tiện để học hỏi về Phật pháp nhưng sứ này lại khác Nên nếu mà chúng ta không có cố gắng á, Hướng dẫn con em mình về chùa đó á, Thì sau này mình có thể mình hiểu Phật Pháp đó Nhưng con em mình lại đi xa đạo Nhiều khi bị cải đạo Như điều đây là điều mà chúng tôi thường trăn trở đó Nên nếu quý vị à, cố gắng á, à, Tạo một phương tiện cho con cháu mình đến chùa Thì chúng tôi mới có cơ hội để dạy các em à, À, và à, đương nhiên cũng như ông cấp cô độc đây ha thì gần như là ông thưởng người con của ông ha, mỗi lần mà đi thầu bắc bằng tra giới hoặc là nghe giảng pháp thưởng một ngàn đồng vàng mà sau này à, nhờ thấm nhuận Phật pháp nên à, cậu ta không có cần nữa thì đối với con cháu mình cũng vậy có thể dùng phương tiện này phương tiện nọ à, để khuyến khích con cháu mình đến chùa để từ từ các em thấm nhuận Phật pháp, từ từ các em sẽ hiểu Phật pháp hiểu cái quý của Phật pháp thế nào. À, như chúng ta đó, đó là cách mà chúng ta à, hướng dẫn con cháu mình, hướng dẫn người thân của mình. À, như chúng tôi thường trình bày đó, chúng ta tu à, không phải tu riêng cho mình mà tu cho à, những người thân, những người xung quanh của mình. À, như chúng tôi thường trình bày đó, nếu mình muốn an thì mình phải giúp những người khác tâm được an à, như trong kinh à, đi Phật Ba La Mật à, 10 cái loại tâm đó. À, vì nếu mà chúng ta à, tu tập ở chùa à, hay nghe giảng pháp tâm mình được an nhưng mà nếu mà chồng con mình, vợ con mình, người thân mình ở nhà họ bị phiền não vọng động, à, họ à, không có điều phục được tâm của họ. Thì đương nhiên cũng ảnh hưởng đến mình Đến chùa Tâm an lạc Về nhà lại có những cái phiền não vòng động Thì những cái sự an lạc đó từ từ nó bị mất Bị Che mất đi Nên mình phải giúp cho người thân của mình Hiểu Phật Pháp Đó chính là mình giúp mình Được cái tâm an đó Nên tùy theo duyên Mình cố gắng Con cháu mình có thể không hiểu tiếng Việt Mình có thể À, dùng tiếng anh à, hoặc là lấy những à, kinh sách bằng tiếng anh hoặc là ừ, nhờ quý thầy quý cô hướng dẫn vân vân ừ. và có nhiều cái vấn đề nữa nếu mà mình không có biết hướng dẫn con mình và đây chúng tôi cũng à, nói nhiều lần đó thì đây là cái à, hiện trạng ha, à, của đạo phật của chúng ta à, nhất là trong cộng đồng phật tử chúng ta đó đôi khi cha mẹ là Phật tử thuần thành nhưng khi mất con cái lại mời những người theo ngoại đạo đến mà làm lễ đó thì đương nhiên là chắc chắn không thể nào mà siêu thoát được nên mình giúp con cái mình hiểu Phật pháp là chính gia đình mình cũng được êm ấm và chính trong tương lai ha nếu có gì cũng sẽ biết Phật pháp chút ít mà thỉnh quý thầy quý cô đến mà hộ niệm cho mình À, làm lễ theo Truyền thống Phật giáo Và không những là hiện đời nữa Nếu mình gieo duyên được à, Cho các em, các con cháu mình Người thân mình biết Phật Pháp Thì trong những đời tương lai Các em hay những vị đó Cũng có duyên lành với Tam Bảo Đó à, là mình tạo công đức lành thiện à, Cho mình, cho người thân của mình Và cũng có những lúc Có thể họ biết Phật Pháp Sau mình đó Nhưng mà có thể là họ À, có căn lành trong quá khứ họ có thể là tu tập à, tinh tấn hơn mình họ đi trước mình đi nhanh hơn mình nữa thì họ là những người mà giúp mình à, tiến tu trong đạo trong đường tâm linh nữa không ừ. à. à, thì à, trở lại à, cái câu chuyện này đó câu chuyện của người con của ông cấp cô độc á thì cứ mỗi lần mà à, đến nghe giảng kinh thuyết pháp thì ông cấp cô độc mới tặng mới cho người con mình ngàn đồng tiền vàng. À, à, nhưng mà từ à, lúc mà thấu hiểu Phật pháp, à, sau một ngày nào đó, đó à, ông ta nghe Phật thuyết pháp cho nên à, chứng quả tu Đạo Hoàng tức là nhập luôn, nhập vào dòng thánh đó thì không còn à, cha mình cho tiền nữa. Ừ, và à, vị này trở thành một trong những thí chủ ha vì hộ pháp uh, theo ông có câu đọc mà hộ pháp cho phật, uh, nên hình người ta gọi uh, vị này gọi là thiếu mạnh thường quân uh, là vì mạnh thường quân trẻ đó, ừ. rồi uh, um, anh này đó lập gia đình uh, với uh, uh, một cái cô này là cô em gái của uh, vị uh, nữ thí chủ đại hộ pháp của đức Phật à, bà Visakha à, thì à, sau này đó ha cái vì cứ nhớ ha Bình Nam á người đại hộ pháp của Phật á là ông Cấp Cô Độc. À, bên nữ á à, người à, nữ hộ pháp á là bà Visakha mà dịch ra tiếng Việt gọi là Nguyệt Trang. À, và bà này đó là dâu của một bá hộ à, trong vùng à, và nhờ bà Visakha này thấm nhuần Phật pháp à, cũng phát tâm như ông cấp cô đọc vậy ừ, trong những cái bài kinh khác cũng có nói á, bà Visakha này phát nguyện à, suốt đời à, cũng dường à, cho các vị tăng bị bệnh cũng dường thuốc đó, là cũng dường áo mưa à, vân vân những cái vật cần dùng cho chư tăng đó à, và à, à, bà ta nhờ cái đức cái phước á mình khi mà về vào nhà chồng đồ được người cha à, vì à, người cha chồng này đó có những lúc trước đó đó à, có những cái phiền não à, mà muốn tự hại mình à, nhưng mà nhờ bà visakha này dùng phật pháp để khuyên lên à, mà cuối cùng à, ông ta à, tránh những cái phiền não đó à, đã có cuộc sống bình thường nên à, nên từ đó vì sao mà ông ta rất là kính trọng người con dâu của mình tức là bà Visakha này à, để sau này có duyên chúng tôi sẽ nói về bà Visakha Khan à, thì cái cô à, em của bà này đó à, là sư cha ta à, là lấy người con trai của ông cấp cô độc á à, à ngược lại với bà Visakha đó là một vị đại tín nữ của Đức Phật thì cái cô này đó uh, không có cái tâm hiền lành, uh, 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 cô ta ý lại cái sự giàu có của gia đình của mình, uh, vừa gia đình của cô ta mà vừa gia đình của chồng cho nên cô ta lấy làm rất là kiêu ngạo, kiêu hãnh, uh, bắt bẻ uh, chà đạp người khác à, à, hay là hành hạ những người à, à, hầu vân vân à, và à, cô này à, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đánh đập những người hầu à, lúc nào cũng chửi mắng người khác à, nên không có tôn trọng cái gia giáo trong gia đình à, nên à, không có ai mà kính mến, à, kính trọng cô ta thì uh, chúng tôi nghĩ rằng đã nói với câu chuyện này đó là một hôm uh, tức phật ngài uh, được ông công cô độc uh, thỉnh đến nhà uh, để mà thổi trai uh, thì uh, sau khi mà thổi trai xong thì tự nhiên Đức uh, phật ngài nghe uh, cái tiếng la mắng ở dưới nhà bếp uh, nhà sau đó uh, thì uh, lúc đó ngài mới ngân thuyết pháp mới hỏi ông cấp cô độc tại sao mà có những tiếng ồn ào như vậy à, và à, à, ông cấp cô độc mới bạch với phật là con có một con dâu ngỗ nghịch à, à, thường xuyên la mắng không có biết kính trên dưới vân vân à, thì kính thỉnh đức thế tôn chỉ dạy à, giáo huấn à, đồ cho cô con dâu của con à, thôi à, thời gian đã hết thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây ha. À, để kia kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp yeah. Dạ. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật